Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một vài thói quen mình thấy nó tốt để mình chăm sóc sức khỏe. Xin lỗi là hôm nay mình hơi bơ phờ một chút xíu tại vì mình mới đi làm về và đi làm 12 tiếng đồng hồ cho nên cái shift nó hơi dài cho nên nhìn thấy nó bơ phờ chút xíu. Thì một trong những thói quen mình thường áp dụng để mà chăm sóc sức khỏe đó là mình thức dậy sớm, ngủ sớm và thức sớm. Đôi khi thì cũng có một vài hôm thì mình sẽ thức dậy trễ, nhưng mà phần đông thì mình sẽ cố gắng thức dậy rất là sớm, khoảng chừng 5 giờ. Có một cái câu trong tiếng Anh như thế này là Let the morning breeze tells you its secret. Tức là hãy để cho những cái nguồn gió của ban mai nói cho mình biết những cái bí mật của vũ trụ. Let the morning breeze tell you its secret. Mình thấy cái câu đó rất là hay, cho nên là thường thường mình sẽ thức dậy sớm để mình lắng nghe cơ thể của mình, lắng nghe tinh thần của mình và chuẩn bị cho một ngày mới. Thì thường mình thức dậy á, thì mình sẽ uống một cái ly nước. Thường thường là mình sẽ bỏ chanh vô, ví dụ như ly này đây. Đó, mình sẽ bỏ chanh ha, rồi mình bỏ một chút mật ong, rồi mình sẽ uống trước khi mình tập thể thao. Trong thành phần chanh thì quý vị cũng biết đấy, nó sẽ có rất là nhiều những cái vitamin C và có những cái thành phần để mà chúng ta chống bệnh cảm cũng tốt nữa, chống những tế bào ung thư cũng tốt nữa. Khi nào thì mình có cơ hội sẽ làm research thêm để mà chia sẻ với mọi người. Và sau đó thì mình sẽ tập thể thao. Thường mình chạy bộ ở trên treadmill trong 30 phút, hoặc là mình tập có thời gian thêm thì mình sẽ tập yoga hoặc là tập những cái 10 phút tập bụng, tập tay, vân vân và vân vân. Hoặc là mình vui chút xíu thì mình sẽ mở nhạc lên mình nhảy cho nó vui, và khi nhảy thì mình cảm thấy được cái cơ thể của mình nó vui vẻ hơn, nó khởi động hơn, bắt đầu một ngày mới. Sau khi tập thể thao xong thì mình thường thường sẽ là ăn sáng. Thì ăn sáng của mình có đơn giản lắm, có nhiều khi là mình bận không có thời gian á, thì mình sẽ làm oatmeal. Mình có thể là mình hâm hấp nó lên. Mình có bây giờ mình rất là ít dùng cái microwave rồi, mình có một cái máy để mà hấp đồ ăn, thì mình sẽ bỏ một chút nước vào đó là mình sẽ hấp nó lên, hoặc là mình sẽ bỏ oatmeal vô nồi và mình sẽ nấu nó lên. Còn đồ ăn á, thì mình thường thường thích ăn trái cây vào buổi sáng hoặc là oatmeal với trái cây luôn. Như là ở đây thì mình có xoài nè ha, rồi có dưa Korean pear, cũng rất là ngon. Sau đó thì thường thường mình sẽ chuẩn bị buổi ăn trưa để mà mang đi làm. Cái thành phần đông của cái majority, cái phần lớn của thức ăn của mình là thường thường ăn rau củ quả, trái cây, thì mình ít ăn thịt và cá lại rồi. Mình thấy cảm thấy ăn rau củ quả thì thấy mình khỏe hơn và trong ngày không có bị mệt, không có bị mệt. Căn bản là thường thường mình sẽ tập thể thao một ngày là một tuần là ít nhất là 5 ngày, một ngày là ít nhất là 30 phút. Đôi khi bận quá thì mình cũng không có tập được, nhưng mà mình ít bỏ lắm. Thường thường 1-2 ngày là mình sẽ tập thể thao, tập thể thao để chúng ta vận dụng cơ thể. Và nó là như một cái it's more like a mental state, it's more like a lifestyle rather than a habit, rather than a short term diet or short term changes. Thường thường thì nó là một cái cuộc sống, mình cho nó vào đời sống của mình mà mình như là một cái điều gì mình gắn bó hàng ngày như vậy thì mình sẽ không có bỏ nó. Thì đó đó là những cái thói quen mà mình thấy nó rất là tốt. Tức là mình tóm tắt lại ha, là chúng ta sẽ thức dậy sớm ha, chúng ta cho cơ thể đủ nước, chúng ta cho cơ thể đủ năng lượng với những thực phẩm an toàn, những thực phẩm bổ dưỡng cơ thể, nó từ thiên nhiên sẽ tốt cho chúng ta ha. Thường tập thể thao đó thì nó làm cho da của chúng ta đẹp nữa, tại vì cái
da là cái organ lớn nhất. Skin is the largest organ, isn't it? And so by exercising, we detox through the largest organs, and I think it's very effective, and it helps you to have nice skin, làm cho da chúng ta đẹp. Và tập thể thao cũng giúp cho chúng ta thải những chất độc trong cơ thể ra. Thì đó, khi nào mà mình có thời gian á, thì mình sẽ hướng dẫn với mọi người những cái bài tập thể thao rất là đơn giản thôi. Hôm nay thì mình chỉ sẽ ngắn như vậy. Chúc mọi người có thể là áp dụng những cái thói quen hàng ngày để chăm sóc sức khỏe. Tại vì chúng ta làm nhiều thì chúng ta cũng cần phải có thời gian để mà recharge, rồi refresh, lấy năng lượng lại cho một tuần mới. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, và chúc các bạn luôn khỏe mạnh và mọi công việc được tốt đẹp. Mình xin chào tất cả mọi người nha.